Vũ xin chào tất cả mọi người. Thì sáng ra Vũ đi một vòng nhà thì Vũ thấy có một con hút mật năm màu chuyền nó chơi rất là hay các bạn. Thì sẵn tiện hôm bữa có một số anh em hỏi Vũ là con hút mật năm màu nó chơi như thế nào á. Thì hôm nay Vũ sẽ quay cái clip mà Vũ đánh con hút mật năm màu chuyền này để cho anh em xem là cái con hút mật năm màu nó chơi như thế nào nha mọi người. Thank you.
nó về quá trời các bạn, nó về tùm lum hết, chim sẻ rồi đổ khuyên rồi sơ đồ đỏ nữa, mà cuối cùng thì dính con sơ đồ đỏ mái chứ không phải dính con hút mật năm màu truyền các bạn. Dù cũng thả nó luôn rồi, dù cũng thả con sơ đồ đỏ luôn rồi, tại vì con nó là con mái các bạn nên dù không có nuôi, dù thả luôn. Thì hôm nào mà Dũ sẽ đi đánh, Dũ sẽ quay cho anh em xem cận cảnh xem con hút mật năm màu nó đá như thế nào nha mọi người. Thì bây giờ Dũ xin chào tất cả mọi người nha.